Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi. Xem con riêng của chồng như con ruột, tần tảo chăm lo cho gia đình. Ấy vậy mà, người phụ nữ trong sự việc dưới đây lại bị chính chồng của mình đánh đập đến mức tử vong chỉ vì ghen tuông mù quáng. Trong cơn say của màn rượu, cả đàn ông này thậm chí còn lột hết quần áo của vợ mình, rồi dùng tay chân đập mạnh vào xác nạn nhân, mặc cho đứa con ruột của hắn đang khóc ngất cầu xin bên cạnh. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Gặp phạm nhân Lê Văn Thường trong trại giam, sự mòn mỏi hằn in trên gương mặt người đàn ông đã vào tuổi ngũ tuần. Nhìn mái tóc đã bạc trắng của Thường khiến nhiều người phải thở dài. Trong trại giam, ngày nào Thường cũng kể về gia đình, vợ con với bạn tù. Mặc dù chính người vợ đó đã bị giết dưới tay mình, nhưng Thường vẫn dành cho chị những gì trân trọng nhất. Chẳng qua mà mẹ dẫn lối xuôi đường, chứ bình thường có bao giờ tôi đánh vợ con đâu cô ơi. Tội của tôi thì tôi chịu, chỉ Thường nhà tôi chết oan, các con tôi nheo nhóc, tàn đàn sẽ nghe. Nói rồi, Thường cúi mặt xuống, nhớ về tấn bi kịch đã qua. Chiều tối ngày định mệnh tháng 3 năm ấy, Thường mời ba người bạn cùng ở thôn Hùng Lô, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn đến nhà ăn cơm, uống rượu. Khi những người đàn ông đang chén tạc chén thù ở nhà trên, thì vợ Thường là chị Huỳnh Thị Tú, cùng hai con là Lê Văn Quang và Lê Thị Linh đang ngồi ăn cơm dưới bếp. Lúc đó có một người đàn ông tên Xuân cùng sớm đến nhà hỏi mua gà. Chị Tú đưa anh Xuân ra chuồng gà xem. Nghĩ vợ mình có tình ý với anh Xuân nên Thường kiên quyết không bán gà. Anh Xuân đành phải bỏ về, Thường trở lại cuộc nhậu với bạn. Sau khi ăn uống xong, khách ra về, các cháu Quang và Linh đi xem xiếc, chỉ còn hai vợ chồng ở nhà. Lúc này cơn ghen nổi lên, Thường gây sự với vợ. Lúc đó chị Tú đang nấu cắm lợn dưới bếp, Thường đi xuống bếp thấy vợ chỉ nấu một nồi cắm lợn liền hỏi: "Sao không cho hai nồi cắm vào nấu cùng một lúc mà chỉ nấu có một nồi cắm lợn?" Bực mình vì thái độ của chồng, chị Tú cự lại. Thấy vợ cãi lời, Thường lao vào dùng tay tát vào mặt chị Tú, sợ hãi chị Tú vùng bỏ chạy. Thường đuổi theo, túm được tóc vợ, giật mạnh về phía sau, làm chị Tú ngã đập đầu vào chuồng lợn. Cơn say và máu ghen bốc lên, Thường dùng chân đá mạnh nhiều cái vào xương, vào bụng, ngực và bụng kính của vợ. Chị Tú quằn quại dưới đòn đánh của chồng nhưng không cách nào thoát ra được. Bị đòn đau, chị Tú ngất đi. Lúc này, đứa con út là cháu Linh đi xem xiếc về, thấy bố đánh mẹ liền khóc lóc van xin: "Đừng đánh mẹ nữa, mẹ chết mất." Thường bỏ lên nhà ngủ, mặc kệ vợ nằm trần truồng dưới bếp. Một lúc sau tỉnh dậy, Thường đi xuống bếp thì thấy vợ vẫn nằm im, đứa con nhỏ vẫn khóc thút thít bên cạnh. Hắn mới đi đến gần, bế thóc vợ lên giường, dùng khăn mặt lau người và thay quần áo cho vợ, rồi tiếp tục nằm ngủ. Đến khoảng 2-3 giờ sáng, Thường tỉnh giấc, sợ thấy người chị Tú lạnh ngắt, kẻ biết chị đã chết. Sợ hãi, Thường lay con gái dậy và nói: "Linh ơi, bố đánh chết mẹ rồi, bố không ở nhà được, bố phải đi đây." Rồi nhanh chóng trốn khỏi nhà. Thường sang nhà mẹ đẻ ở gần đấy, gọi bà cụ dậy rồi nói rõ sự tình, nhờ mẹ trông nom các cháu, đồng thời xin ít tiền để đi trốn, nhưng bà mẹ không có. Hắn lại chạy vào buồng chị gái là Lê Thị Lan để xin tiền, nhưng vẫn không được. Lo lắng, Thường mấy vòng về nhà, dặn cháu Quang và Linh ở nhà phải học hành, nghe lời bà và bác rồi mới dắt xe máy ra đường lớn bỏ trốn. 6 ngày sau, tức ngày 26 tháng 3, Thường bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Tuyên Quang. Qua khám nghiệm tử thi, chị Huỳnh Thị Tú có rất nhiều vết thương trên đầu, cổ, ngực, bụng, chân tay và bộ phận sinh dục. Phẫu thuật đầu xác định nạn nhân bị tụ máu não trái. Phẫu thuật ngực, bụng thì thấy cơ ngực hai bên tụ máu rộng, kỵ 8 xương sườn, lá lách, vỡ đôi. Hành vi phạm tội của Lê Văn Thường là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, xâm phạm đạo đức xã hội, vô cớ tước bỏ quyền sống là quyền cơ bản nhất đối với vợ của mình. Sau khi thực hiện rất nhiều hành vi dã man đối với chị Tú, biết rõ chị Tú trong tình trạng nguy kịch, Thường đã không cứu chữa cho vợ mà còn để mặc hậu quả, bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra. Bản thân Lê Văn Thường là người có đủ nhận thức về hành vi của mình nhưng lại coi thường pháp luật, đạo đức xã hội, tính mạng của người khác, cố ý phạm tội nên phải nghiêm trị. Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tuyên Lê Văn Thường tội danh giết người với mức án chung thân. Ngồi trò chuyện với tôi, Lê Văn Thường tỏ ra tiếc nuối những ngày tháng đã qua. Sau khi nhận thi hành án phạt, con cái có cảm thông đến mấy cũng chỉ một năm đôi ba lần đến thăm. Thường thương các con, thương vợ, Thường tâm sự: "Đời tôi có đến tận 4 bà vợ với 6 đứa con, vậy mà cuối cùng lại kết thúc trong cảnh tù tội này. Thường nhất là đứa con gái út, thời điểm tôi đánh chết mẹ, cháu vẫn còn nhỏ quá, mới học lớp 4. Ngày tôi còn ở nhà, cháu học giỏi lắm, năm nào cũng có giấy khen. Tôi cứ nịnh cháu là con học giỏi đi thì bố sẽ thưởng cho về Hà Nội chơi." Sau cú sốc đó, tinh thần của cháu cũng sa sút nhiều. Nhà tôi giờ cũng tàn đàn sẽ nghé hết cả rồi. Chính tại tôi tự hủy hoại đi tất cả vì rượu và vì lòng ghen không đáng có. Giờ có hối hận cũng đã quá muộn rồi.
thường tâm sự về những cuộc hôn nhân của mình. Người thì bỏ, người thì mất sớm. Cuộc hôn nhân với người vợ thứ ba chỉ vỏn vẹn có một tháng thì rã đám, khi đứa con trong bụng vợ cũng chỉ mới bắt đầu thành hình. Nguyên nhân cũng bởi vì thương mà đến với nhau, nhưng nếu chỉ tình thương vợ chồng thì không đủ. Lúc ấy, hai đứa con với người vợ trước vẫn đang còn sống cùng hai vợ chồng, thường đi làm công nhân ở nhà máy, thường xuyên xa nhà. Trước lúc đi làm, thường nhắn vợ: hai đứa con của tôi còn nhỏ, mẹ chúng nó chết cả rồi thì mình ráng thương lấy chúng nó, không có con đẻ thì con nuôi còn lớn hơn. Gái có công, chồng chẳng phụ. Vậy mà đến khi về, thấy con cái nhèo nhóc, bẩn thỉu, thường mới nói với vợ: có lẽ tôi với mình không sống với nhau được nữa đâu. Nói rồi mới sắp đồ vào vali cho vợ ra đi, bất chấp sự than khóc của vợ và lời can gián của những người thân. Bỏ vợ được một thời gian thì thường gặp chị Tú, là người cũng ở gần nhà mẹ mình. Tìm hiểu được 6 tháng thì hai người quyết định đến với nhau. Chị Tú là mẫu phụ nữ tảo tần, thương chồng, thương cả con chồng. Hai người chỉ có với nhau một mụn con gái là cháu Linh. Vợ chồng sống với nhau hòa thuận, chưa từng có điều tiếng gì. Thường cứ nhắc đi nhắc lại: vợ tôi nó ngoan ngoãn lắm cô ạ, chăm sóc con cái rất chu đáo. Con chồng mà còn chăm hơn con đẻ của mình, khiến tôi thấy yên lòng và yêu vợ nhiều. Chẳng hiểu mà xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại ghen tuông vớ vẩn thế. Có lẽ là vì rượu, mà một phần cũng là vì yêu nữa. Nói rồi thường quay đi, tránh nhìn vào mắt người đối diện. Theo phóng viên, từ ngày thường vào trại, nhà cửa, vườn tược cũng bị bỏ bê. Khu trang trại nằm trên quả đồi mà trước đây hai vợ chồng làm không xuể, phải thuê người làm cũng trở nên hoang tàn. Đứa con trai đang làm việc ở Hà Nội với người họ hàng cũng chán nản, bỏ về nhà để chăm sóc em. Đứa con khác thì chấp nhận đi làm thuê, làm thợ để thỉnh thoảng gửi về nhà dăm đồng cho em đi học. Đứa con gái nhỏ cũng lớn, biết thông cảm cho bố, nhưng nó càng thông cảm cho tôi càng thấy dằn vặt. Con trai không có bàn tay chăm sóc của mẹ đã đành, huống gì là con gái. Tôi làm sao có thể trả món nợ này cho các con hở cô? Câu hỏi của Lê Văn Thường khiến tôi cảm thấy dai dứt. Trong hôn nhân, còn ghen là còn yêu. Thế nhưng, ghen tuông mù quáng đến mức đánh chết vợ như hành vi của Thường thì thật sự không thể chấp nhận được. Nếu như hôm đó, hắn không để vợ lại một mình, thì có lẽ chị Tú đã không chết oan ức. Một người phụ nữ dành trọn tình yêu cho hắn. Không chỉ vậy, còn yêu thương con riêng của chồng như con ruột của mình. Đáng lý ra, một người phụ nữ như vậy phải sống vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Ấy vậy mà, chị lại rời đi, bỏ lại con thơ nhỏ dại. Những tháng ngày tù tội, Thường đã nhận ra tội lỗi của mình. Nhưng giờ đây, tất cả sự ăn năn, nuối tiếc đó đều vô nghĩa. Nó không thể nào giúp cho chị Tú sống lại được, giúp cho con của hắn có mẹ được. Hy vọng rằng qua sự việc này, tất cả các cặp đôi đang yêu nhau, những cặp vợ chồng nên học cách cảm thông, chia sẻ và hiểu cho nhau nhiều hơn. Đừng bao giờ chỉ vì trong giây phút nóng giận mà có những lời nói, hành động khiến bản thân phải hối tiếc. Tên nhân vật đã được thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.